Đây quay số máy mới bà con coi nghe, đây sân nhà. Đây là Toyota GT155. Phát điện mấy ký đây, nó đang kéo, đang gáp cục phát điện 10 ký bà con. Phát điện 10 ký luôn. Đẹp. Máy mới lúc nào cũng đẹp. Đây. Con Mitsu 18 ngựa. Máy khá đẹp. Đây con máy phát điện khủng nè. Đang gắn phát điện là 20 ký. 20 ký một pha nha bà con, 220V luôn. Đây là nguyên bộ nó. Nó đang gắn con đê chanh pha 16 mã lực nha. 16 mã lực. 1001 mà con. Đang ở trên pha 16 mã lực. Đây con 35 ngựa nè. Có đề luôn nè. 35 ngựa. Mày 35 ngựa nha. Gắn nhiều ký. 35 ngựa là gắn 20 ký nha. Có đề 20 ký 35 ngựa. Đầy đủ luôn. Rất là đẹp. Máy mới lúc nào cũng đẹp rồi, khỏi chê. Quan trọng là giá cả thôi. Quay vòng cho tôi nha. Ba mươi lăm ngựa gắn phát điện 20 kg này, anh em nào bà con nào có nuôi thủy sản là ok nè. 20 ngựa này có thể chạy được 10 cục đi motor 1 ký, 10 cục đi motor 2 ký, chạy được 10 cục đi mô nghe, motor chạy quạt 2 ký à, 10 cục. Chạy được 10 cục motor nha bà con. 32,5 ngựa. 10 ký. Con có nhu cầu thì alo. Đây số này là T. Đây là rất đẹp thôi bà con. Đây hàng mới. 2.3 của nó rất là đẹp. Hàng mới chắc mà con ơi, quay về sai rồi con tôi. Rồi trình bao lại, bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 637. Đây thông quan số máy mới. Đầy đủ các máy bà con. Cả máy dầu luôn nè. Kino 125 chị hai nè. Rồi chúc tiện lại các bà con, chúc làm clip khác tiếp theo các bà con.